được 4 boss và 3 boss 2. Chơi nó luôn đi. Vãi thật. Đúng số mình không 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 có duyên với mở boss này anh em ơi. Đây con ơi, con EF của mình đâu ta? EF mình mới bốc ở đây mà. Đây đây đây, đây Việt Nam No 2 đây. Ui, ra được cái chỉ gai kìa. Ui, vãi đái kìa. Chỉ hai, chỉ gai, chỉ gai, chỉ gai. Ui, có lúc mà lại chỉ gai có mấy ông DK khoái xài chỉ gai lắm. Thêm một cái nữa coi. Ôi, được một cái pen. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một video với con game Emu Star nha anh em ơi. Thì hôm nay là sẽ đi săn bot vàng nha. Thì chuẩn bị đến giờ nó ra rồi. Thì đây anh em nhấn vào phần event đây. Coi đây. Golden Dragon đây. Bot vàng. Thì mình sẽ đi về Logen trước. Đi ra đây trước đi. Thì hy vọng hôm nay đi săn là sẽ may mắn. Rồi đi một vòng. Thì nó đã bắt đầu ra rồi. Nhưng mà ở đây sao không thấy dòng nó bay anh em ơi. Kệ đi chứ, đi một vòng đi. Đi kéo kéo dùm màn hình cao lên. Mình đi quan sát cho nó dễ. Hôm nay cuối tuần có khi là anh em đi săn hơi đông. Mình đang ở server 4. Ở đây không có dòng bay thì mình sẽ đi về Nozia. Đáo một vòng qua đây cái rồi về Nozia anh em ơi. Gì vậy? À nó bị giật tắt hả? Đấy đấy. Đấy event có thằng Kim bắt đầu đấy. Đi mấy khu rừng này này. Đây thì ui. Đây có mấy bộ hài cốt à. Đi vòng qua khu này, qua cái khu mộ này cái. Đây đây đây, ui ông nào đánh đây. Ông nào mà chen chen cái này ta. Đi một vòng bên này không có thì mình sẽ đi, đi về Nozia nha. Và mẹ nó nhỏ thế. Rồi đi bay về Nozia đi anh em ơi. Đấy, Nozia dòng nó bay này. Dòng nó bay thì mình sẽ đi vòng xuống khu này. Ôi. Đây đây đây, ui được một em. Này này hình như ra boss khu nút 3 nha anh em ơi. Đấy. Rồi. Hai bot quân một bot quân 3, một bot quân đoàn 2. Đấy, về đây là có một em ngay. Mà đi kiếm em Kim Long đi. Ở đây không có thì mình sẽ lên trên mặt trên. Đây có mấy em bot bot người đá mà đi xuống khu dưới này, thường thường là nó hay xuất hiện xuống khu dưới này, này. Khu này nó hay xuất hiện bot người đá.
Quay vòng ra đây chứ để đi vô sát 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 bờ rừng quá. Có nữa mình sẽ đi lên Daviat nha. Ôi. Nhỏ thế nhỉ? Rồi, có một con đấy thà. Đi một vòng không thấy. Rồi, nó đi lên tắc can đi nha mày, lên tắc can là đi đánh mấy con robot cũng được. Tắc can đi một vòng lên trên, rồi đi vòng qua bên bìa bên kia là thường thường là sẽ xuất hiện được mấy con. Ôi máu máu con quái này nó gần hết là thấy có người đi ngang qua này nhưng mày chắc là chuẩn bị chiến đấu thôi. Người đi nhiều khi có người hót rồi. Đây con mắc quái nó hết máu này. Hết máu rồi. Đi lên đây thử xem. Ôi trên này là cũng có hết máu hả? Ôi là không có cái thuốc giải độc. Bốt vàng mà khoai thế. Gì vậy? Rồi, không di chuyển được luôn rồi. Bà mẹ nó. Này đi nhỏ chứ ta. Có thốn rồi. Đây 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 đây. Anh con này thì được boss 3 hay sao ấy? Rồi, full đun 2. Rồi, không sao, cũng đỡ, còn có còn hơn không. Kiếm tiếp anh em ơi. Vòng ra đường dưới đi. Động mênh mông. Bà mẹ nó cười vãi đái chưa. Rồi, đi cái này nó hay bị giật ta. À, khốn nạn nhờ. Này cũng không biết có ông nào đi chưa nữa. Đi chủ yếu đánh kiếm mấy con boss 5 á. Và nó
mở kiếm ra mấy cái đồ ngon mà mình mở boss thì khá là nhọ rồi. Đi một vòng lúc giờ mới đi kiếm được hai con này nha mày. Vòng xuống nơi này xem sao nha. Về đi ad DBS không thì cứ xem. Ba bot. Chán nhỉ. Ôi, con nào lại đang chen thế này ta? Cày tiền không đây, cày cày gen á, cày gen nó cày ngọc đây đây đây, một em nữa. Ui đi vất vả kiếm em này, vất vả thế, kiếm là toàn mấy ông boss 2 này không. Rồi 4 boss đói đái chưa, đi mãi mà được đúng bon bot. Kia đi rồi. Bây giờ hướng này, vào trên cái trên này thử xem. Thôi về mở boss anh em ơi. Ôi đầu bạc anh. Ồ hồi nãy mình đi cái cửa này chưa ta? Đi ra bên này, đi ra bên này xem cửa này có không. Đi không kiếm được em boss 5 nào, chán thật. Cửa này hình như hồi nãy chưa đi. Có trường đua này. Giờ này về Logen có khi lại hết rồi. Boss này thì nó xuất hiện ngẫu nhiên, nó không có tọa độ cố định anh em ơi. Thế chỉ đi vòng vòng thì đúc bụp thôi. À hết rồi đó. Chắc không còn nữa rồi. Rồi về đây mở xem hên không. Được 4 boss và 3 boss 2. Chơi nó luôn đi. Bái thật. Đúng số mình không có duyên với mở boss này anh em ơi. Đây con EF của mình đâu ta? EF mình mới bốc ở đây mà. Đây đây đây, Việt Nam No 2 đây. Ui, ra được cái chỉ gai kìa. Ui, vãi đái kìa. Chỉ hai, chỉ gai, chỉ gai, chỉ gai. Ui, có lúc mà lại chỉ gai có mấy ông DK khoái xài chỉ gai lắm. Thêm một cái nữa coi. Ôi, được một cái pen. Ồ, gia tăng sức tấn công theo cấp độ đeo luôn, đang chưa có.
Rồi, cái boss 3 này. Vãi thật. Bốn boss mà mất ba boss là gen rồi. Hai boss gen. Một boss ra được cái này, gia tăng sức tấn công theo cấp độ. Rồi. Rồi đi qua server 1 có gì không anh em ơi? Có gì không hốt làm tí rồi. Ui. Rồi. Này là đang bày bán trên này khá là nhiều. Ôi cái vút này. Vút quỷ. Vút quỷ lại nhớ lên bên kia anh em ơi. Thì có gì ngon ngon không? Để thay đổi cái set đồ này không? Ôi boss này nó bán 25k. Bài đái chưa? Boss khá là mắc. Boss đấy anh em đi bây giờ là đi Blood là mỗi lần đi là được một boss à. Một người PT là nộp quét là sẽ được. Ôi boss này 15k. Boss của Khu Đun 4 15k anh em ơi. Khá là giá trị. Nhưng mà mở là ra gen chắc rồi đó. Mình... cho nên mình không mua, không mua test nhân phẩm. Mua nữa thì lại toan giống như hôm bữa. Ôi cũng chưa có bán đồ gì ngon hết anh em ơi. Bé gai on. Thôi đây săn boss mà được có bốn boss cù vậy anh em ơi. Thôi video này mình lại xin kết thúc tại đây nha anh em ơi. Gặp lại anh em những video tiếp theo nha. Để lại kiếm ngọc với úp đồ thôi. Để úp đồ mới sướng thôi. Giờ anh em nó đang tập trung đi cày ngọc cày đồ hết mà. Thôi bye bye mọi người nha. Chúc anh em cuối tuần vui vẻ nha. Bye.